Mọi người thoát rồi. Xem quảng cáo lên rồi mờ mờ. Xem quảng cáo cái tiền đấy có vào những trò khác có thế được không? Không, nó cái gì? Mờ mờ 8 rồi. Mình đã chị nói như thế thì mình rút ra thật luôn đi. Xin là tất cả vừa là trên cái có cái đó cho mấy trong trở đẹp. Trước của bạn chị chơi xâm lốc rồi này. Xong chị lúc nào cũng là người rất là kiểu có tiền mà chị ít khi chơi ấy. Xong chúng nó hay chơi ấy, xong chúng nó bắt đầu hết tiền ấy mà nhắn tin vào xâm lốc rồi báo xâm cho chúng nó mượn 3-4 triệu. Xong rồi chơi xong rồi chúng nó trả kiểu kiểu thế. Trả một đợt gì mà nó có một cách như thế. Chị em hỏi như em chơi nhân lúc chị hỏi em đấy thì vào lấy cái máy của chị. Không biết 5 triệu chị. Xong rồi bị bảy dỗ xong rồi lại quay lại lại từ đầu. Xem bảo không biết gì đâu. Cầm vào máy đâu. Bỏ phần kia bên mạnh hơn mà. Buồn cười là cứ mỗi lần chúng nó hết tiền là chúng lại bảo là mày vào xâm lốc cho tao mượn mấy triệu. Mượn xong rồi chúng lại trả. Ngày xưa nhiều người chơi quá xong còn hack cơ được cơ nhỉ. Giờ vẫn hack được mà, các bạn là ít người chơi rồi. Bây giờ ít người chơi rồi. Các người chơi đi học toàn ở ngồi trong lớp, ngồi đại học toàn ngồi trong lớp gửi chúng nó chơi xâm lốc chứ đâu. Vào đi. Nhà giàu nhỉ. Con này có vẻ cũng chiều vợ phết. Vào được chưa? Dạ, đúng không? Thì cũng chiều vợ sao biển nó nhìn hơi quen mắt. Game mình nói chứ không nghe hồi đi. Giờ mình đã hoàn thành cái chiều 1, 2, 3, 4, 5, 4 5 nó. Thiếu 5 tranh nữa. Xin 5 tranh nữa đi ra này. Em có ép nhiều mặt được không? Bên này nắng trợ rất là buồn. Em ơi. Không còn nữa. Chụp cái gì như đồ khan. Chụp cái gì. Tên là gì chị Linh? Ông này là gỡ nhỉ? Ông này cho ngoài ấy phết. Dạ mặt ngon. Chị mời ở trong nhóm nữa. Thấy không? Dạ rất ngon lành ăn mặt. Ăn mặc đầu tóc gọn gàng. Ừ, mà trông rất là... Nói chung là để nó tạo này chỉ có một từ là tên từ mình thôi. Từ bên trong thôi đi ạ. Trông thấy ạ. Trông xuống. Bây giờ mình vừa tô xong bức tranh hai con cá như này cảm ơn nhà đón xem. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo.